Chào mọi người hôm nay thanh đồng xin chia sẻ với tất cả mọi người mong muốn lan tỏa đến mọi người biết được rằng nhìn vào bàn tay làm sao để biết bàn tay đó là bàn tay vận hạn và cái vận hạn đấy là vận hạn gì như thanh đồng chia sẻ ở những clip trước mỗi gò ở trên bàn tay rồi đúng không ạ mỗi một gò có một tên gọi một ý nghĩa biểu trưng khác nhau và quý vị nhìn kỹ vào cái vòng khoanh tròn Thanh đồng vẽ đó Thanh đồng không lặp lại tên các gò và ý nghĩa của nó nha Vì thanh đồng đã nói quá nhiều ở những clip trước rồi Rút ngắn thời gian của chúng ta lại Thời gian rất quý giá Cái gò mà thanh đồng khoanh tròn đó Nó là gò mộc tinh Gò mộc tinh thì biểu trưng cho cái gì? Quý nhân Sự gia hộ Sự giúp đỡ Sư lành và bạn hiền còn bàn tay này thì bàn tay khuyết thiếu Khuyết thiếu cái gì ạ? À? Nếu như mà bàn tay chúng ta tối đen, mờ đục Thiếu thịt, lụng thịt Hoặc là sâu khuyết Thì đó là hiện tướng xấu hoặc bị thẹo Đó là hiện tướng Mà hiện tướng này là hiện tướng khuyết thiếu Cho nên nó thuộc về xấu Không có được may mắn mà khuyết thiếu gò mọc tức nghĩa là người này sống trong cái chốn rất thị phi thường xuyên bị đâm thọt và hãm hại sau lưng, gặp nhiều tiểu nhân. Cho nên là người nào mà sở hữu cái cung mạng, cái hiện tướng này thì nên cẩn thận trong giao tiếp, đặc biệt là chơi với bạn bè, gặp mọi người xung quanh, và cuộc đời của người ta trải qua và trôi lăn trong rất nhiều thị phi và bị tiểu nhân và bị rất nhiều người dèm pha và hãm hại. Thanh Đồng chia sẻ điều này ra là muốn cho quý vị biết được chúng ta đang có cái gì và thiếu khuyết cái gì chúng ta đi bổ sung cái đấy Không phải để chúng ta gợi lên cái tâm lo lắng và buồn Khi mà chúng ta khuyết thiếu cái gò mộc tinh này lụng thịt, sẹo, mất thịt Thì chúng ta làm gì? Cái lời nói của chúng ta phải chân chánh, hạn chế thị phi, hạn chế để cho người ta đâm thọt tránh giao tiếp với nhiều người có tướng thân xấu tâm tánh xấu và đó là cái giá trị giải quyết phần ngọn phần gốc thường xuyên tưởng niệm danh hiệu phật lại phật sám hối công năng lại phật sám hối để chuyển nghiệp và nhờ vào cái nhân quả âm thầm chi phối để biến chuyển cái hiện tướng xấu này nó có một cái đường chỉ tay khác cắt ngang nối lên trên đỉnh trung tâm của gò mọc để cho cái gò mọc của chúng ta trọn vẹn hơn và được một cái chiếc cầu bắt ngang một dòng sông vậy đó có cái hiện tượng là người ta đi vẽ chỉ tay đó quý vị thấy không nhưng mà cái đó là phải xem xét cẩn thận nha nghịch ý trời là sẽ bị trời phạt mà chúng ta nên lại phật để nhờ vào cái công đức lại phật xoay chuyển nghiệp lực rất là mong là thanh đồng chia sẻ những điều này đến quý vị với một quan điểm rằng mọi việc chúng ta nên giải quyết bằng nguyên tắc của nhân quả nếu như không may chúng ta gặp những cái hiện tượng xấu hiện tướng xấu hiện biến chuyển xấu cái biến thiên nghiệp của chúng ta nó bị âm không tốt thì chúng ta nên giải quyết bằng phạm trù của nhân quả ở đức cha trời hay là chư thần thánh cũng sẽ có thưởng phạt nhưng mà thưởng phạt theo nguyên tắc của nhân quả cho nên là chúng ta muốn muốn cải số muốn cải biến lại cái hiện thân cái hiện tướng thì cũng nên trước tiên gieo cái gốc đẹp tươi không gì qua được tôn kính phật